AFC Asian Qualifiers Road to Qatar, trọn vẹn trên FPT Play và truyền hình FPT. Bradley Smith, rất tốt. Pha truy cản là của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã bị phạm lỗi. Một tình huống chơi lăn xả của số 8 bên phía đội tuyển Việt Nam. Và cản phá chính xác của Trọng Hoàng. Tom Rogic. Thêm một lần nữa thì Trọng Hoàng lại là người chiến thắng trong pha tranh chấp đối với cầu thủ đối phương. Rustic, Trọng Hoàng. Một tình huống xử lý nhanh nhạy của Hồng Duy. Lỗi là của Harry Suta. Trọng Hoàng đã chơi đầy cố gắng. Trọng Hoàng. Tuấn Anh. Đường chuyền của Tom Rogic. Và thêm một lần nữa thì Trọng Hoàng lại. Một lần nữa thì Trọng Hoàng đã thắng được Marvin. Trọng Hoàng. Nhưng đó là một đường chuyền sang cánh phải cho Trọng Hoàng mang lên chứ không phải chuyền cho Văn Toàn. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã chiến thắng được Marvin. Trọng Hoàng. Rất bình tĩnh. Văn Đức. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng thực sự tạo ra ấn tượng về một nền tảng thể lực đáng nể của mình. Coi! Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.